Chào thầy và các bạn, em tên là Lê Hoàng Minh, mã số sinh viên 18146173, học vi xử lý lớp thứ 6 tiết 123. Hôm nay em xin trình bày bài tập 12, điều khiển động cơ DC như video hướng dẫn của thầy. Đầu tiên, em xin trình bày phần vẽ mặt nguyên lý bằng phần mềm Protus. Ở đây em đã lấy đầy đủ các linh kiện ra cần thiết ra như pin, nút nhấn bất tần, thạch anh, diode L298, điện trở, motor quay và BIC16F887. Tiếp theo là nút nhấn bất ba nút nhấn up down và nút start stop. Ba nút nhấn này sẽ nối lần lượt với RB1, RB0, RB1 và RB2.
Tiếp theo là phần viết lưu đồ và giải thích lưu đồ. Tiếp theo là phần viết lưu đồ và giải thích lưu đồ. Đầu tiên là begin, sau đó khai báo thư viện, khai báo biến, cấu hình các chân, khởi tạo BWM, bọt. Tiếp theo là kiểm tra nút nhấn startup có được nhấn hay không. Nếu mà nhấn thì đảo trạng, nếu mà đang ở trạng thái stop thì sẽ bấm nhấn thì sẽ thành trạng thái start. Còn nếu đang ở start nhấn một lần nữa thì ở trạng thái stop, nên là đảo trạng thái động cơ ha. Tiếp theo là kiểm tra nút nhấn up, nếu nút nhấn up được nhấn thì cấp độ động cơ, tốc độ động cơ tăng lên 1. Nếu mà nhấn down thì giảm đi 1. Và xuất ra điều kiện tốc độ động cơ, và cuối cùng là kết thúc và tiếp tục lại vòng lặp. Tiếp theo là phần viết code và giải thích code. Đầu tiên, khai báo thư viện include 16F887.h, khai báo thạch ăn, tần số sử dụng thạch ăn 20 m, khai báo thời gian thạch delay xung lốc 20 ms, khai báo chân up gắn với lại B0, chân down B1, startup với B2, enable gắn với chân C7, cho phép L298 hoạt động ha. Tiếp theo là khai báo biến, đây có value về cấp tốc độ. Ngoài ra còn có một trạng thái, một biến là trạng thái động cơ. Về phần viết chương trình, đầu tiên là kiểm tra nút nhấn startup. Nếu nút nhấn startup được nhấn thì đang ở trạng thái 0 thì nó sẽ đảo sang trạng và đảo trạng nút nhấn startup được nhấn thì nó sẽ đảo trạng thái trạng thái động cơ đang ở 0 thì nó sẽ đang dừng hoạt, đang ở trạng thái 0 thì sẽ lên 1, mà đang 1 thì sẽ xuống 0. Đang ở trạng thái 0 tức là dừng hoạt động, trạng thái 1 là đang sẽ hoạt động. Nếu mà ở trạng thái 1 thì nếu ở trạng thái động cơ ở trạng thái 1 ở mức 1 thì sẽ cho cấp tốc độ bằng 1. Còn nếu ngược lại là trạng thái động cơ bằng 0 thì cấp tốc độ lúc đó cũng sẽ bằng 0. Tiếp theo là kiểm tra nút nhấn up. Đầu tiên là kiểm tra coi nút nhấn up có được để được nhấn hay chưa. Nếu mà nút nhấn up được nhấn thì cấp tốc độ sẽ tăng lên là cấp tốc độ cộng cộng tăng lên 1 đơn vị. Cấp tốc độ cứ tăng như nếu chúng ta cứ nhấn up nhiều lần thì cấp tốc độ sẽ tăng lên, và cho tới 10 thì cấp thì chỉ có 10 cấp tốc 10 cấp 10 tốc độ cao là cao nhất, nên nó sẽ dừng lại ở mức 10. Tiếp theo là kiểm tra nút nhấn down. Nếu mà nút nhấn down được nhấn thì cấp tốc độ là cấp tốc độ trừ trừ giảm đi 1 đơn vị, và giảm cho tới từ đang 10 sẽ xuống 9, từ đang 9 sẽ xuống 8, thì cấp tốc độ này sẽ giảm tới mức là nhỏ hơn 1, là nhỏ nhất là bằng 1, thì nó ở trạng thái 0 thì nó dừng hoạt động rồi, nên nó sẽ dừng ở mức 1 là nhỏ nhất. Tiếp theo là phần chương trình chính. Đầu tiên là set sheet C 0x00, cái này là ngõ vào, ngõ ra ha. Còn set sheet B 0xff là ngõ vào. Output low bin C3 cho phép động cơ chạy thuật. Setup CCP1 và CCP ship gạch BWM, cấu hình chân CCP1 là chân out BWM. Setup timer 2 T2 DIV BI 16249. 249 là chu kỳ ha. 1 thiết lập cho chu kỳ xung BWM 0.8 ms. Set timer 2 0, ban đầu là 0. Output 2 enable cho phép L298 hoạt động. Ở trạng thái ban đầu thì là value bằng 0, tốc độ động, trạng thái động cơ cũng bằng 0, là đang ở trạng thái dừng ha. Cấp tốc độ là bằng 0 luôn, là đang ở trạng thái dừng. Set BWM 1 duty value. Nếu mà đúng thì trạng thái động cơ đang ở nếu trạng thái động cơ đang ở mức 1 á thì mới cho nhấn kiểm tra nút nhấn up, kiểm tra nút nhấn down. Còn nếu mà trạng thái động cơ đang ở mức 0, tức là hoạt động động cơ đang dừng hoạt động, là chưa nhấn là chưa đang dừng hoạt động, thì sẽ không vô hiệu hóa cho nút nhấn up và vô nút nhấn down. Lúc này hai nút nhấn này sẽ không ấn được để cho an toàn ha. Nên lúc này nó cũng sẽ kiểm tra nút startup trước. Nếu mà startup nhấn rồi và đang trạng thái động cơ ở mức 1, thì lúc này kiểm tra nút up và nút down mới được kiểm tra để nhấn hay có được nhấn hay chưa. Còn nếu mà đang ở mức 0 thì nhấn hai nút này, nút up và nút down là vô hiệu hóa.
vô dụng. Tiếp theo là value bằng cấp tốc độ. Sau khi kiểm tra thì value cấp tốc độ set BWM 1 duty value. Tiếp theo là phần mô phỏng. Đây, ở trạng thái ban đầu ha, chưa nhấn startup. Trạng thái ban đầu thì lúc nào động cơ, trạng thái ban đầu thì trạng thái động cơ đang là bằng 0. Tốc độ động cơ cũng sẽ bằng 0 luôn, tức là động cơ không xoay. Khi mà chúng ta nhấn up cũng không có tác, không xoay được luôn ha. Nhấn up, nhấn down không giảm tốc độ hay là tăng tốc độ động cơ được. Khi mà nút nhấn startup được nhấn thì động cơ lúc này đang từ trạng thái 0 sẽ lên mức 1, tức là động cơ đang hoạt động và nó xoay nè. Nhấn up để tăng tốc độ cho động cơ ha. Sẽ có 10 tốc độ, Sau đó nhấn down để giảm tốc độ động cơ. Và chúng ta chỉ giảm được tới mức 1 thôi ha. Tại vì thấp nhất của nó là mức 1. Và nhấn startup một lần nữa để dừng. Mình tăng nó nhanh lên và nhấn startup để dừng. Startup. Dừng trạng thái hoạt động của động cơ này ha. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.